chào Trâm Anh. Các chào mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bộ My First Scramble nha. Dạ. Lần trước chúng ta đã học phần level 1 về chủ đề animal. Bây giờ mẹ sẽ hỏi lại Trâm Anh nha. Xem Trâm Anh có nhớ không nha. Chúng ta có con mèo cat. Chúng ta có con gà mái hen. Chúng ta có con heo pig. Và chúng ta có con cáo fox. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại level 1 chủ đề body nha. Dạ. Đây là gì Trâm Anh? Dạ, đây là một bàn chân foot. Đây. Và đây là một cái môi lips. Đây. Đây là một cái lưng back. Đây. Đây là một cái tai hen. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập level 1 chủ đề outside. Chúng ta có gì nè Trâm Anh? Dạ, chúng ta có một cái ông mặt trời xanh. Đây là một cái mạng nhện web. Đây là một cái cần câu rod. Và đây là một cái cờ flag. Đúng rồi, Trâm Anh còn nhớ bài quá. Thôi thôi Trâm Anh nha. Dạ. Và tiếp theo mẹ sẽ hỏi Trâm Anh mà bạn chữ cái ôn lại một lần nữa cho Trâm Anh nhớ kỹ hơn nha. Dạ. Bây giờ mẹ chỉ Trâm Anh đọc nha. Dạ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Anh hỏi Trâm Anh. Bây giờ mẹ sẽ chỉ vào chữ cái một lần nữa. Nhưng lần này mẹ sẽ chỉ nhanh hơn để xem Trâm Anh có đọc đúng không nha. Dạ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Đúng rồi, hoan hô Trâm Anh. Bây giờ mẹ sẽ chỉ vào một chữ bất kỳ nha. Chữ này là chữ gì nè? Đúng rồi. O T V. Good job. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp 3 bài còn lại của level 1 nha. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ học level 1 và chủ đề in the kitchen nha. Từ đầu tiên đó là gì nè Trâm Anh? Dạ, đây là một cái bánh bao. Đúng rồi, đó là một cái bánh bao. Bánh bao tiếng Anh là gì? Bây giờ Trâm Anh hãy ráp chữ rồi Trâm Anh sẽ biết trong tiếng Anh bánh bao có nghĩa là gì nha. Yeah. Và chúng ta có một chữ màu đỏ, cho mình sẽ lấy từ hai màu đỏ. Đúng rồi, cho mình chọn bi. Dạ, chắc chữ bi này quá. Đúng rồi, nó khớp rồi, yay. Và chúng ta có một chữ từ hai màu xanh lá, cho mình sẽ chọn chữ u. Nó khớp luôn rồi, yay. Và chúng ta có một chữ màu cam, cho mình sẽ lấy chữ n để xem. Nó dường, yay. Và chúng ta có B-U-N, bên. Wow, vậy bánh bao tiếng Anh là bên. Đúng rồi, tiếp theo là đồ vật thứ hai. Đó là gì hả Trâm Anh? Dạ, đây là một cái hộp sữa. Rồi, để mời Trâm Anh ráp chữ để xem sữa trong tiếng Anh là gì nha. Dạ, chúng ta có một chữ màu cam, Trâm Anh sẽ lấy chữ màu cam M. Nó khớp rồi. Và chúng ta cần ba chữ màu xanh luôn. Wow. Chúng ta sẽ xem chữ thay có hợp trên đây không. Không rồi. Chúng ta sẽ để lên đây. Không được rồi. Chúng ta sẽ lấy chữ cái này để lên đây. Không được. Chúng ta sẽ lấy chữ
xanh chúng ta chỉ cần chữ Z này thôi. Nó vừa rồi, yay! Và chúng ta cần một chữ màu xanh lá. Cho mình chọn chữ S. Không nhiều. Rồi nó cũng vừa luôn. Mẹ một chữ màu vàng. Chưa dùng chữ màu vàng. Chắc là chữ F quá. Không phải. H. Cũng còn vừa luôn, quá to. Chữ G. Được rồi. Và chúng ta có J, U, G. Jug. màu vàng cuối cùng đó chính là Y.
chỗ cũ nha. Chữ màu đỏ nè. Mình rất là nhiều chữ màu đỏ hôm nay đây. Rồi thêm một chữ A nữa. Đây là chữ màu vàng nè. Rồi tiếp theo là chữ màu xanh dương. Tới hàng màu xanh như
một chữ nữa là hết hàng màu đỏ rồi đó. Được rồi, yeah. Chúng ta đã làm hết 3 cái level 1 cho hôm nay rồi. Wow. Vậy là hôm nay cho mình đã học hết 3 thẻ cuối cùng.